Xin chào tất cả các bạn, mình là Trọng, mình đến từ kênh channel Crypto Honex đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn trải nghiệm cái dự án tên là Layer 3 và cơ hội săn airdrop của dự án Layer 3 và những cái dự án nó hợp tác với Layer 3 nhé các bạn nhé. Vậy Layer 3 là gì? Layer 3 là nền tảng cho phép người dùng học tập, khám phá, đóng góp mọi thứ về Web 3 thông qua các trò chơi nhiệm vụ với nhiều giải thưởng hấp dẫn. Layer 3 là công cụ giúp các nhà phát triển thiết kế các giải thưởng dựa trên nhiều hoạt động trong và ngoài chuỗi. Đấy thì cái Layer 3 thì nó là một dự án về Web 3. Mọi người học tập và có thể kiếm được những cái điểm kinh nghiệm đây này. Đấy, có nhiều điểm kinh nghiệm ở đây và nâng cấp độ lên. Thì bao giờ có dự án khi mà lăn trinh thì có thể là airdrop cho mọi người nhé. Và những cái rất nhiều bên dự án nó phối hợp với Layer 3 để tạo ra những nhiệm vụ như là ở trên các chain như Arbitrum, Polygon các thứ. Đấy. Ở đây thì nó cũng phân loại theo nhóm. Đấy. Những cái nhiệm vụ mới và những cái nhiệm vụ theo chain, theo chuỗi này. Đấy. Ok, và những cái nhiệm vụ khi mà bạn đã cấp độ nào đấy thì nó sẽ mở ra những nhiệm vụ mới. Đấy. Ở đây nó và bạn có thể điểm danh hàng ngày ở đây, ấn vào GM điểm danh hàng ngày ở đây. Thì cũng tăng thêm được kinh nghiệm nhá. Đây, được 10 điểm kinh nghiệm. Đây thì mình đã đạt cấp độ level 20 ở đây rồi này. Đây. Đây, thì các bạn hãy mình sẽ để link dưới phần mô tả video, các bạn kích vào và đăng ký. Thì cách đăng ký cũng rất đơn giản thôi. Đăng ký thì bạn sẽ đây, ví dụ mình sẽ knock out ra nhá. Đây, thì bạn sẽ ấn vào khi vào trang này thì bạn có chữ sign in thì bạn sẽ ấn vào sign, xong bạn sẽ kết nối với cái ví MetaMask hay cái ví nào đấy của các bạn. Thì mình sẽ ưu tiên dùng ví MetaMask. Đấy. Đấy, xong bạn ấn tiếp theo và ấn kết nối. Xong bạn sẽ lại ký ở trên ví nhé, ký đấy, sign ở trên ví nhé. Ok, thì đấy là các bạn đã tạo một cái tài khoản Layer 3 quét thành công. Thì sau đó bạn sẽ vào cài đặt ở đây này. Bạn ấn vào cái ví của bạn nhé, ấn biểu tượng, xong bạn sẽ vào Edit Profile, bạn sẽ cài đặt một cái số cái liên kết cơ bản như là ví dụ đổi ảnh đại diện này, xong liên kết cái tài khoản Twitter Discord đấy. Liên kết tài khoản Twitter Discord là được nhé, cần hai cái cơ bản này được rồi. Đấy, ok, vậy là xong. Bạn có thể đổi ảnh banner và ảnh đại diện tùy thích nhé các bạn nhé. Đấy. Thì vào cái phần thông tin của mình ấy, thì nó có hiển thị những cái cấp độ của mình và những cái huy hiệu mình đã đạt được trong cái Layer 3 và những cái NFT mình đã hoàn thành nhiệm vụ mình đã đạt được. Còn đây là những cái nhiệm vụ mình đã hoàn thành đây này, thì nó đã xanh hết các bước này thì nó đã hoàn thành rồi. Đấy. Đây là cách tạo tài khoản và cài đặt tài khoản ở trên Layer 3 nhé các bạn nhé. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt cho một cái tài khoản mới nhé. Khi mà bạn lấy kết nối với xong với cái ví như vừa nãy mình nói xong ấy, thì bạn ấn vào chỗ biểu tượng tròn đây, biểu tượng tài khoản của mình nhé. Xong bạn ấn vào cái chỗ địa chỉ ví của bạn đây này, trong đầu tiên này. Đấy. Và đây rồi thì bạn sẽ chọn là Edit Profile. Đây. Đây xong bạn sẽ kết nối với Twitter này. Thì nó sẽ mở ra cái trang Twitter, xong bạn ấn là cấp quyền cho nó nhé các bạn nhé. Ok, đây bạn nào đã con connect Twitter đây, Twitter đi Twitter connected đây. Đấy. Sau bạn sẽ connect với cái tài khoản Discord của các bạn nữa. Đây thì bạn cũng phê duyệt cho nó nhé. Đây thì bạn cũng đơn giản nhất là bạn kết nối với cái tài khoản Twitter và Discord thôi. Còn những cái Telegram và YouTube thì bạn có thể connect thêm hoặc không cũng được, không sao nhé. Và các bạn nhớ cái nick
nick mới bạn không kết nối với tài khoản xã hội được, nhưng mà bạn nên kết nối với cái tài khoản xã hội này thì làm những cái nhiệm vụ mà nó yêu cầu là follow Twitter hoặc join Discord ấy, thì các bạn kết nối và nó sẽ thực hiện được luôn nhá. Tiếp theo bạn có thể đổi ảnh avatar ở đây. Đây mình chọn đảm một ảnh một đôi giày chẳng hạn này. Đây mình ví dụ thế thôi nhá. Đây, server lại hạn. Này, sau đó bạn đăng cái phông nền cũng được, cái này bạn đăng được không đăng được. Nên bạn nên làm thì nó hoàn thiện khi mà nó đánh giá mình là một UK, một người sử dụng, một user, một người sử dụng dự án của họ nhé. Đấy, đấy bây giờ là mình đã cài đặt những cái xong những cái thông số cơ bản của một cái tài khoản nhé. Nó cũng rất đơn giản thôi, vậy thôi các bạn nhé. Nếu mà bạn có cái tên miền NS ấy, thì các bạn có thể là import vào đây, nhưng bạn không có thì thôi không sao. Đấy, đấy vậy là mình đã cài đặt xong rồi nhá. Đây có hình nền các thứ ở đây. Ok, đây là mình đã cài đặt và lập xong một cái tài khoản hoàn toàn mới nhá các bạn nhá. Đấy, và mình cũng đã đây mình vào đây và mình đã hoàn thành một số cái nhiệm vụ cơ bản đây này. Đấy. Ok, đến phần tiếp theo nhé các bạn nhé. Còn với các nhiệm vụ ở đây thì đây mình sẽ vào trang chính nhé. Thì nó có một số nhiệm vụ người mới thì nó sẽ hiện ở những cái trang chính này thì dành cho mọi người, thì bạn click vào đấy để hoàn thành các nhiệm vụ. Đây là một số cái nhiệm vụ mà các bạn có thể miễn phí mà các bạn click vào, có thể là click vào và các bạn ấn next có thể là đạt được level 8 nhé các bạn nhé. Đây thì ở trên một cái KOL nổi tiếng về idrop Detroit Active, họ cũng đã đăng một cái bài về cái level 3 này. Đấy. Thì đây đây là tổng hợp những cái link này, thì những cái link quét miễn phí, nhiệm vụ miễn phí và các bạn click vào bạn next next thôi theo thì cũng là có thể đạt những cấp độ 8 nhé. Đây, đây. Thì những cái này mình đã làm nhiệm vụ hết rồi các bạn ạ. Đấy, những cái link này là những cái đơn giản nhất các bạn nhé. Đây, mình mở thử một cái nhiệm vụ khác này. Thì bạn nó ra những cái nhiệm vụ ở đây thì mình hoàn thành và mình lấy được điểm kinh nghiệm và mình sẽ lên được những cấp độ cao hơn nhé. Đây những cái nhiệm vụ này mình đã hoàn thành rồi, xanh hết rồi đây. Những cái nhiệm vụ này mình đã hoàn thành hết rồi, thì những cái link nhiệm vụ đơn giản mình sẽ để dưới phần mô tả video, có thể là những nhiệm vụ miễn phí các bạn nhé. Đây thì mình sẽ để tổng hợp những cái link nhiệm vụ miễn phí này để dưới phần mô tả video cho các bạn mới làm, và các bạn làm hết những cái này có thể là lên được cấp độ 8 nhé các bạn nhé. Các bạn chú ý là một số nhiệm vụ thì nó có thời gian, nhưng mà một số nhiệm vụ cho người mới thì nó không có thời gian. Ok, sẽ làm một cái nhiệm vụ đơn giản cho cái nick mới nhá. Thì mình có một cái nick mới này thì mình sẽ làm một cái nhiệm vụ đơn giản và nhờ tổng hợp những cái link miễn phí mình vừa giới thiệu ấy. Thì mình ấn vào rồi đây, mình mở cái link này xong mình ấn vào begin này, xong mình ấn vào continue. Continue. Đây bạn cứ ấn continue thôi. Đấy. Xong bắt đầu trả lời các câu hỏi đây, thì các bạn chọn các câu hỏi đây bao giờ đến khi xanh thì thôi nhá. Đấy. Đây, xanh này, xong ấn continue này. Đấy, xong bạn ấn chu vô gì nó cứ xanh là được nhá, continue. Đấy, đỏ thì bạn sẽ chọn lại. Đấy. Đấy. Xong bạn đọc các câu hỏi đây, nhưng mà bạn không hiểu thì các bạn cứ chọn chọn các câu hỏi đây vào đường xanh thì thôi. Đấy. Xong bạn có đây nó yêu cầu bạn sẽ đăng lên Twitter. Nếu mà bạn không muốn đăng thì bạn ấn skip. Xong bạn ấn continue. Xong bạn sẽ chọn các mục đánh giá ở đây. Đây là đánh giá của nó kiểu như là bình chọn và xem bao nhiêu điểm ấy, thì mình sẽ chọn 5 đi. Đấy. Ok, xong mình continue. Đấy, thì mình đã hoàn thành cái quét này nhá. Đấy. Đây là những cái đơn giản nhất thôi. Còn những cái khó thì nó bắt bắt album hay thanh khoản, thì đấy cái nhiệm vụ đó dành cho những cái cấp cao rồi các bạn nhá. Ok, mình sẽ mở ra và xem điểm kinh nghiệm, mình sẽ nhận được 20 điểm kinh nghiệm nhá. Đấy.
Đấy, và mình sẽ tăng cấp độ lên. Đấy, ok, đấy như vậy nhá. Đây mình cũng sẽ làm thêm một số cái quét khác đi. Quét này. Đây, mình sẽ mở ở cái một tài khoản nơi ba mới của mình nhé. Mình sẽ trải nghiệm luôn cho các bạn. Đây, thì ở quét này cũng tương tự như vậy. Thì bạn kích vào, xong bạn ấn Continue này. Continue này. Đấy. Nó bảo yêu cầu Phuket ở trên cái Bunny Gold, Phuket cái token test nha các bạn nhé. Thì bạn nào mà chưa có ấy, thì bạn có thể Phuket ở đây. Đấy. Bạn copy địa chỉ ví vào đây. Đây mình sẽ copy cái địa chỉ ví của mình. Cái này thì dành cho các những cái địa chỉ ví nào chưa từng Phuket nhé các bạn nhé. Nếu bạn đã Phuket rồi thì đây, ok, mình đã nhận được một token Matic ở trên mạng lưới Bunigo Mobile nhé. Ok. Đây thì nó báo là bạn đã từng Phuket rồi thì của mình sẽ không được. Ok. Nếu mà bạn đã từng Phuket rồi thì bạn ấn Verify. Nếu nó thành công. Tiếp theo nó cũng và bạn sẽ đăng cái bài viết này ở trên cái Twitter. Nếu mà bạn không muốn đăng thì bạn skip bỏ qua. Đấy, xong bạn ấn Continue. Đấy, nó sẽ cộng thêm cái điểm kinh nghiệm cho bạn. Thì cứ tương tự như vậy, bạn sẽ đạt lên cấp đây. Đấy. Xong bạn sẽ được một cái gọi là cái huy hiệu. Và đã mở khóa thành công tò mò về tiền điện tử đấy. Kiểu như là một cái sticker các bạn nhé. Ok đấy. Đấy là cái những cái làm những cái nhiệm vụ đơn giản nhất ở trên cái Layer 3 này. Thì cái Layer 3 là cũng một nền tảng rất là hay và nó cũng chưa ra token nhá các bạn nhá. Thì các bạn có thể làm săn airdrop của cái này được nhá các bạn nhá. Đây là một dự án rất là tiềm năng. Đấy. Nó cũng đã huy động được một số vốn từ một số các quỹ rất là uy tín. Ok, thì đây là mình đã giới thiệu cho các bạn làm về cái layer 3 này nhá. Thì các bạn có thể vào chỗ quét này này thì để xem tất cả các nhiệm vụ ở đây. Còn vào chỗ này thì là bảng xếp hạng nhé các bạn nhé. Và theo dõi cái tiến trình của mình. Ví dụ như mình đây này. Ví dụ mốc đầu tiên là đạt level 5 thì mình đang đạt 2 phần 5. Đấy. Xong sẽ có các mốc tiếp theo level 10, level 20, level 30, level 40 và level 50. Đấy. Và mình điểm danh hàng ngày thì mình đang có 3 điểm danh 3 ngày liên tiếp này. Ok, và những cái kiểu như là cái quét cho cái sticker ấy thì mình đang có một cái này. Đấy. Và bạn có thể sưu tập những cái thứ khác nữa. Đây là các nhiệm vụ theo trend, ví dụ là trend optimization này, trend arbitrum, avalanche. Đấy. Ok, đấy là cái tổng hợp những cái level, những cái nhiệm vụ. Đấy. Những gì mà kiểu như theo dõi mình những gì mình đã đạt được đến đâu ấy. Đấy. Ok thì sau đó bạn sẽ vào leaderboard này nhá. Thì đây là cái danh của các bạn đây. Đây là cái nick và ví của các bạn đây này. Đấy. Đấy, thì nó đang thống kê cái danh của các bạn ở đây. Còn đây là cái bảng xếp hạng 30 ngày nhá các bạn nhá. Và 30 ngày cái người này họ trong 30 ngày họ kiếm được 45k điểm kinh nghiệm này. Đấy. Ok, đấy vậy bạn có thể chọn những cái thông số đó như là xếp 7 ngày, xếp khoảng 24 giờ hoặc là old time. Đấy. Thì old time thì bạn chọn xem sẽ người cao nhất là sẽ đang level 46 các bạn này. Đấy. Ok, thì đấy là cái về dự án level 3. Thì đây là các bạn cũng hoàn thành những cái nhiệm vụ test net main net thì họ cũng có những cái quest để các bạn vào claim điểm nhá. Ok thì mấy hôm trước mình có hướng dẫn làm cái test net của giao thức là Capmian app này này thì nó cũng có một cái khi mà bạn hoàn thành cái nhiệm vụ ấy thì bạn có thể vào đây và vào cái layer 3. Đây, vào cái layer 3 để bạn claim cái bond nhá.
bạn vào cái layer 3 này đấy. Khi mà bạn hoàn thành testnet thì bạn cũng vào đây, bạn sẽ claim được cái điểm. Thì mình đã có hướng dẫn ở những cái video như này, thì tất cả những dự án bên testnet thì nó cũng đã liên kết với cái dự án layer 3 này nhé các bạn nhé. Đây layer 3, đây layer 3 đây, mình mở full cho các bạn xem. Đấy, layer 3.xyz cái quét này, các miền app này. Đấy. Đấy, thì tất cả những dự án bên testnet thì nó đều liên kết với cái dự án layer 3 này, thì chứng tỏ dự án layer 3 này rất là tiềm năng nhé các bạn nhé. Rất là tiềm năng các bạn nhé. Ok, thì đây là một cái dự án cũng slot là layer 2 ở trên cái Ethereum, nó cũng chuẩn bị ra mắt mainnet là token, thì nó cũng đang có những cái nhiệm vụ quét ở trên layer 3 này. Đấy, thì các bạn có thể làm những cái nhiệm vụ này nhé, thì nó cũng đầy đủ các hướng dẫn thôi. Ok, thì mình xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Thì các bạn thấy video của mình hay và hữu ích thì hãy cho mình một like, một subscribe kênh. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.